đúng không? Thì kèo đấu này chúng ta nhìn thấy được là hai ông Pham lúc cán luôn. Đội chiêu cuối Bô La Băng Hà cùng với cả cái Hỏa Dương Hiệu Triệu Quang toàn là vào mắt người xem thôi. Nhưng mà không, có lẽ là Sejuani sẽ xuất hiện ở vị trí đi rừng khi mà Aatrox đã được khóa lại dành cho Qiu. Nhưng mà Aatrox sẽ đối đầu với cả con bài là con On ở vị trí đường trên cho tay Hữu Dũng. Tuyệt vời, đây là một kèo đấu mà con Aatrox sẽ thoải mái được gọi là đánh giá là free farm vị trí đường trên để đạt được ngưỡng sức mạnh lớn nhất, đó là khoảng 2 đến 3 món trang bị lớn không kể giày. Và ở thời điểm này chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút đội hình đến từ cả hai team. Đánh nhau theo kiểu là all in thì cái đòn phủ đầu không phải là một ngọc được đánh giá là mạnh. Đòn phủ đầu là một cái ngọc của đời, kéo chính xác vị trí của Ezreal và có thiêu đốt. Ezreal White Boy đang rất yếu, anh ta nằm xuống, mạng kiến công đầu dành trí của El. Trời ơi, cặp bóp chưa gì, tôi đã thấy điềm rồi. Boy mất đi rất nhiều máu và sau đó tốc biến lên. Ram chạm tay Zhu Zhanjie nâng cho mình là cái quy đầu, ôi, anh ta không thể nào chắn được. Vừa xem pha replay thì khu vực đường trên hacker anh ta đã hack não của Qiu rồi. Nghe nó nghe rất là một phong cách rất Yasuo. Tôi nghe gió đúng là đệ tử của Yasuo. Đây chúng ta nhìn thấy tình huống này, Lee Sin trong tay của hacker anh ta nói né đi. Cứ đánh nhau thiêu đốt vị trí của Zonja, Zonja lùi về tặng nhẹ một cái tình huống lửa miễn phí. Đây là tình huống mà chúng ta có thể sẽ nhắc tới rất nhiều trong trận đấu này. Và có thể sẽ băng trụ không? Trụ ở phiên bản 12.10 bản rất rát. Bây giờ có mặt đất dậy sóng tung ra đến từ Crying. Và anh ta đang chờ để qua đây chấn hụt mất rồi. Sát thương dồn vào là chưa đủ. Ở thời điểm này thì hacker với cấp độ 5 mà thôi. Và có cho mình đó là cái quy chính xác đến từ Ram. Bây giờ iBoy cũng với cả Zhu Zhanjie đang bị áp lực liên tục đến từ Crying. Crying có mùa xanh và iBoy bị giữ chân lại cùng với cả Zhu Zhanjie. Hai bạn bán có dành cho hacker và tất biến đến từ L đấy. Ta đảm bảo rằng mình chắc chắn sống sót ở pha thi đấu này. Điều kiện thắng của bên phía team Ultra Farm đang được đảm bảo. Chấp nhận có thể là sẽ không farm được lính nhưng giữ được một lượng máu ổn, tránh bị băng trụ ở vị trí đường trên, nó tạo cái tiền đề để cho hacker có thể di chuyển trên bản đồ. Rồi Zoom anh ta đã có được trang bị nhất định, anh ta muốn đánh. Có vị trí Cray lên đầy, quang địa chấn hấp về liên tục là ném gạch, ném bóng tô vị trí của Qiu. Qiu tốc biến, Qiu thấp máu, có mặt vị trí của hacker, hacker ăn mạng. Hacker này chắc cú quá, ta còn tốc biến lên nổ để có thể nổ long cước. Combo đó là RQQ thì không thể nào mà hụt được, trừ khi mà các bạn trở thành đúng cái vị tướng của tên này. Đó là thầy tô mổ. Sư thầy thích va chạm mà ta không. Họ quyết định là quay trở ngược trở lại với thời an này. Nhưng mà bây giờ sẽ là một tình huống tổ chức tấn công được trên. Quan địa chấn sát thương khá nhiều. Hacker găm sóng ông trúng rồi. Anh ta kêu chạy đi, chạy làm sao được. Đánh rất nhiều và mạng hà gục dành cho vị trí của Zoom. Được cả hai trụ rồi, sẽ là có hai trụ khu vực trên dành phía của Ultra Prime. Một pha trao đổi, một rồng đổi hai trụ của một mạng hạ gục. Sẽ có đánh vào vùng đường dưới thủy lân diệt, thiêu đốt vị trí của iBoy. iBoy đang thấp máu, vẫn còn bạn đang sát thủ, bạn đang đuổi theo. Zunja là người thấp máu, vẫn đang bị gây CC. Strike tới, Strike không có cho mình thảm lửa Valkyrie. El đang thấp máu, COC cũng thấp máu, cố gắng chạy về. COC là người đầu tiên mà nằm xuống, có dịch chuyển được trí của Zoom. Zoom sẽ tới nhưng mà tôi nghĩ là El ta không biết để né được. Vẫn đang cố gắng chạy, Hỏa Dương Hiệu Triệu tới, El sẽ nằm, anh ta sẽ nằm. Rồi, Hỏa Dương Hiệu Triệu hạ gục đường trí của Drum vẫn liên tiến tới nhưng mà tôi nghĩ là anh ta sẽ không đánh được nữa rồi. Rõ ràng là pha đi đấu trận đấu. Cocky của Stride hình như anh ta đang lấy gói hàng và cùng tiến cùng với những người đồng đội của mình. Muốn cướp cho mình cùng một lõi chàng này, kéo thẳng vào trí của Leia. Leia đang bị đánh như bánh bao. Leia đang cố gắng bỏ chạy. Leia đang lê lết về. Có thiêu đốt, có bạn đang sát thủ, có chiêu cuối đến vị trí của Crane tiếp cận vào đây. Quang địa chấn vẫn chưa tung ra. Kéo thẳng vào trí của Strike. Quang địa chấn tung ra và Strike phải nằm xuống. Qiu, anh ta bật chiến binh tận thế nhưng mà chiến binh tận thế đều bỏ chạy chứ không phải để tấn công. Và COC hôm nay đánh kinh thật sự luôn các bạn ạ. Bởi vì anh ta luôn luôn là tiền đề để giúp cho bên phía của Ultra và họ tìm được một cái cơ hội tấn công. Và cái sức mạnh của Aatrox thì về late game nó không phải là một cái sức mạnh mạnh rồi. Hỏa Dương Triệu tung ra, Qiu là người bị tấn công nha. Crane đã tới và đất dậy sóng rồi, có bản năng sát thủ lao tới đến từ L. Và chết rồi là Qiu, mạng thứ tư trong trận đấu này. Như một vị thần vậy, vô cùng khỏe và cái lượng đam gây ra. Bây giờ cho anh ta tele ra vị trí đường giữa này với gói hàng. Bô La Băng ném ra vào người CLC, anh ta bị tấn công lùi về được rồi. Thủy lân tập nhiệt tung ra trúng vào người Leanne đã bị ném đá liên tục. Sóng âm không chính xác bởi hacker, bản năng sát thủ lao tới. Và El anh ta là người có cho mình điểm hùng này. Ray bị tấn công, anh ta bấm cho mình đồng hồ. iBoy tấp biến về, gói hàng ôm thẳng vào và Cocky đã chết đổi mạng với cả Cray như này là lỗ. Bây giờ Zoom anh ta tấn công người Qiu, Qiu bị hất tung. Qiu hồi máu rất ghê nhưng Qiu anh ta sẽ không thể nào sống được đâu. Con creep này thì nó hơn cái pha trước thì ngoài ra biết tốc biến thì bây giờ nó biết bay. Bọc cánh ra thôi.
nhưng mà cũng bị hạ gục rất là dễ dàng bên phía đội tuyển của The Prime. Ý tưởng tấn công là có, tuy nhiên họ ném thẳng vào COC thì cái tác dụng là nó không có. Crane còn tốc biến, còn thanh tẩy. Bây giờ bốn thành viên của The Prime họ tiến vào đây. Strike thì anh ta cố gắng đổi mạng, thì cái lượng sát thương để cấu rỉa bên phía của Raytheon là không còn. Cùng ánh sáng trúng vào trí của hai người, nhưng mà lượng sát thương không quá nhiều. Quy vào vị trí của Hacker, đam nhiều nha. Eyeball mà còn đầy. Cái nội tại của Rom đang được tích trên người của Zoom. Zoom đang thấp máu, Zoom còn nửa cái máu Baron cho vị trí của Hacker. Họ đang cố gắng lùi về. Eyeball, anh ta đánh hộ báo là có thể trả giá. Họ quyết định là lùi về với cả bốn người cùng với bộ lợi Baron của mình. Lúc qua rồi, anh ta muốn bọc sâu nhưng mà cái góc này sẽ có lượng tầm nhìn. Kiev đang tới, Zoom vẫn đang che chắn. Crane của Hacker có đầy. Quang Điện chấm thẳng vị trí của Leyan. Leyan đã bị đánh cho Leyland rồi. Hacker đá thẳng vị trí của Strike về. Strike bị dính cái chiêu cuối đó từ đầu tiên. Dính cả là dư hiệu triệu. Strike không kịp thở. Bây giờ Kiev tiếp tục là con Creep Big Bay. Nó nằm rất nhanh. Zoom đang cố gắng truy đuổi nhưng mà không đánh vào cái trụ không chạy được, đánh dễ hơn. Và thời điểm này bên phía của team Ultra Brown họ đẩy thẳng vào đường giữa của đối phương. Một cái trụ bảo vệ nhà lính đã có rồi, bây giờ nó sẽ là cái nhà lính. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có end được hay không? Tôi nghĩ là có. Ở thời điểm này Zoom tele tới, Zoom đang có khoảng gần 4.000 máu rồi. Quan hệ chiến tung ra không chính xác, Zoom Gian Gia bị tấn công. Anh ta còn 1/3 máu thôi. Bên phía của team Ultra Brown họ quyết định đánh từ từ. Eyeball đang cực kỳ hổ báo để phòng ngự. Quan hệ chiến tung ra không chính xác bên phía của Ultra Brown. Họ quyết định rút về ở pha thi đấu này. Rất là tốt, quyết định là khởi động con Baron nhưng có một con mắt ở phía sau. Nhưng mà dịch chuyển của Strike, anh ta thì không dám dịch chuyển đâu khi mà không có mình thảm lửa Victory. Không có rất nhiều cơ sở, chỉ đâu đó là lướt lên đã hai người, lùi về, lấy được con sứ là con Baron. Nhưng mà người bị đánh đập là Leyan, Leyan đang lê lết, Leyan nằm xuống. Phía bên này, người bị bỏ lại là Kill, con Creep Big Bay đã thoát được rồi. Nhưng mà Suyuri là người phải nằm tiếp theo. Bây giờ Eyeball Eyeball cũng nằm luôn rồi, chỉ còn Jun Zanja là Strike mà thôi. Họ quyết định sẽ đẩy với năm bùa lợi Baron thẳng vào khu đường giữa. Lần này tôi nghĩ là end được rồi. Khi mà chỉ còn Shrike cùng với cả Zhu Zanjia là người sống sót. Và thông tin chuẩn kích chính xác lao thẳng vào đến tới L. Anh ta bắn vào người đối phương, kiệt sức tụi ra có thanh tẩy. Người chết trước là Shrike, tiếp theo đó là Zhu Zanjia. Đây thực sự là một cái bản năng sát thủ chứ nó không phải là cái bản năng gì đó mà vô gì đó mà một người đồng đội, một người đồng nghiệp tôi đã nói. Nó rất kinh dị, anh ta lao vào chấp hai với lượng sát thương quá là nhiều để anh ta vẫn còn trên người đó. Đó là cái âm hồ. Và chiến thắng sẽ có dành cho team Ultra Ram với tỷ số là 2-1. Tất cả các thành viên của team Ultra Ram họ đều thi đấu vô cùng xuất sắc ở trong cái bàn đấu này. Và tất nhiên rồi, có hai người vượt trội hơn cả. Đó là người chơi hỗ trợ và người chơi đi rừng là CLC cùng với cả